Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn sản phẩm máy phát điện chạy xăng Húc Panda H6600E. Là dòng sản phẩm máy phát điện có động cơ và đầu phát, được sản xuất dựa trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản. Có thiết kế với mẫu mã đẹp, chất lượng cao, giá thành phù hợp, đang được rất là nhiều người tin dùng hiện nay. Máy được thiết kế với khung thép rất là chắc chắn, 4 chân kê có nệm cao su, chống rung tốt hơn trong quá trình vận hành của máy. Bên ngoài thì được phủ một lớp sơn hóa chất và sơn tĩnh điện, chống oxy hóa và các tác động đến từ môi trường. Máy sử dụng động cơ 13 HP, công suất hoạt động mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Bình chứa nhiên liệu của máy lớn lên đến 20 lít, bình chứa nhớt có dung tích là 0,6 lít. Máy cung cấp nguồn điện 220V, 50Hz, phù hợp với các thiết bị trong gia đình như là đèn chiếu sáng, TV, tủ lạnh, quạt gió. Máy có công suất định mức là 5.5 kW, công suất hoạt động liên tục là 5 kW. Đây là bảng điều khiển của máy. Bảng điều khiển thì đặt ở vị trí dễ dàng quan sát, thuận tiện hơn cho việc điều khiển trong quá trình hoạt động. Trên bảng điều khiển thì có công tắc đèn ổ, đèn cảnh báo nhớt, đồng hồ hiển thị điện áp. Đây là hai công tắc của nguồn điện ra 220V. CV của nguồn điện 220V. Đầu nối dây tiếp địa và hai đầu ra của nguồn điện một chiều 12V. Phía dưới của máy thì có bình ắc quy. Bình ắc quy được gắn vào dây đai rất là chắc chắn, chống rung lắc trong quá trình hoạt động của máy. Ngoài ra máy còn được thiết kế body đánh lửa rất là hiện đại, tích hợp thêm hệ thống tự động điều chỉnh điện áp AVR, cung cấp nguồn điện ổn định hơn cho các thiết bị được cung cấp. Dòng máy của Husqvarna là dòng máy phát điện có độ bền cao, tuy nhiên để đảm bảo tính ổn định theo thời gian, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây. Thường xuyên kiểm tra tình trạng nhiên liệu, dầu nhớt, khoang làm mát, tuân thủ quy trình bảo trì bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ. Luôn luôn làm theo hướng dẫn và các chú ý đến từ nhà sản xuất. Bảo quản và lắp đặt máy ở vị trí khô ráo thoáng mát, tuyệt đối không khởi động máy trong trời mưa hoặc là trong môi trường bị ẩm ướt. Không tiếp nhiên liệu khi máy đang hoạt động hoặc là máy quá nóng để tránh gây cháy nổ. Hãy khởi động máy 2 tuần một lần nếu các bạn không sử dụng thường xuyên. Như vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn chiếc máy phát điện Husqvarna H6600E. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú hoặc liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video. Trong video tới thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách vận hành và test trực tiếp chiếc máy này cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.